nông dân đến từ cái phủ anh Huy. Phủ lạc đà Huy được không? Phủ được một lạc đà cái phủ anh Huy thôi. Sẽ đang có hai nhà quân, một BA một BL đang phủ Tung A. Bây giờ khi mà anh mèo Tung A thì những con lạc đà Pan của Sẻ nó lại phế đi. Làm sao để chơi được tơn này của đội bạn đây? Đấy, Tung A min. Pan đến từ cái phủ chim sẻ nắng. Sẻ được cầm Pan. Một bài đấu cầm Pan ở ngay trận thiếu thứ hai và tại cùng trận đội quân ở trận thiếu này sẽ là gì đây? Đây là Pan Brian đến với thủ chim sẻ. Có xe giò tìm đồ ăn luôn. Gỗ đầu là hơi xa trong trận đấu này. Và đây là bãi rừng đầu, hai cánh rừng ở gần với nhà chim sẻ nắng rất khung. Và đây là bãi quả 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây. Quả đầu 6 cây dành cho game thủ chim sẻ nắng khi được cầm Pan. Trận thiếu thứ hai ở trong buổi tối ngày hôm nay và tại cùng trận đội sẽ soi quân sau tình huống cơ cấu bãi quả. Đây là bãi quả đầu 6 cây đến với thủ chim sẻ, có xe giò tìm đồ ăn đây rồi. Vâng, đang xin dân. Vâng, chưa thấy soi quân ở trận đấu này, sẽ cầm Pan rồi này. Nháy quân gái em ơi. Chưa biết bên kia cầm quân gì, đây là bầy hươu đầu dành cho cái vụ chim sẻ. Mít anh mèo và anh Huy kết hợp cùng với nhau. Chứ anh mèo này đánh nhỉnh hơn em một chút này. Về khả năng đánh chế thì em có mấy kèo đấu solo với mít anh mèo cách đây khá lâu. Thì chịu anh mèo đánh nhỉnh hơn em một chút. Vâng, không thấy chim sẻ đang soi quân. Thêm một chiếc nhà BE và đang cắt dân đi dò. Có một bầy hươu ở sau cánh rừng rồi. Như vậy bên kia là hai min. Vâng, sẽ là người được cầm Pan. Bên kia là hai min hoan. Có tới hai min hoan. Trong khi đó thì anh Kiên là cái gì đây? Anh Kiên được cầm Rome. Như vậy chúng ta là Pan Rome đối đầu với hai min quân mình hơn đấy. Pan Rome nhé. Pan Rome đối đầu với hai min hoan. Rồi, đang có những bước đi dò đấy. Thủ chim sẻ dường như là có hai bầy hươu trong trận đấu này rồi anh em ạ. Hai bầy hươu đấy, thủ chim sẻ. Để chút để mình chia sẻ video live stream cái đã. Cắm cờ nông dân đi dò vòng rồi. Anh em đợi chút nhá. Ok, cùng quay trở lại với trận đấu này. 14 trên 16 và đây là bài Pan không đồ lùa về dành cho game thủ chim sẻ. Chào anh Phạm Văn Luân chứ. Làm luôn hai vòng á. Làm luôn hai vòng thì nghe vẻ phải đến đêm đấy anh ạ. Làm luôn hai vòng để đến đêm đấy. Thực ra thì làm luôn hai vòng cũng ok thôi, nhưng mà quan trọng là video nó có xử lý kịp hay không. Đây là bài heal dành cho bài đấu này của game thủ chim sẻ nắng S đầu nhân đôi để ăn cả heal và cả rừng với một con Pan Brian như thế này. Chúng ta sẽ đá qua máy của anh Kiên. Anh Kiên là người được cầm Roman. Đây là bài Roman đấy anh Kiên. Kiên đang có quả phụ, có bầy hươu nhưng cũng không đồ lùa về. Một chiếc S chay để có thể ăn bầy hươu sát mép bản đồ đến từ anh Kiên rồi. Bài nhìn qua có vẻ khá lưu tiều. Anh Kiên này có nhiều anh em sẽ xem, muốn xem thao tác của anh Kiên thì đây. Đây là anh Kiên. Bài cầm Roman. Xin giới thiệu anh em, đây là các trận thi đấu trong khuôn khổ giải đấu cơm gia đình. Một giải đấu do GTV tổ chức gồm 5 đội tham gia thi đấu. Và vừa rồi là một tên kích kích nhầm Đạo này. Đạo đang ăn hươu đi ăn. Đạo đang ăn hươu cho đi ăn quả đến từ anh Kiên này. Đây là giải cơm gia đình nha anh em, do GTV tổ chức. Và xin giới thiệu anh em, ở trong giải đấu này thì có 5 đội tham gia thi đấu, gồm có các game thủ đến từ clan FS và có hai bình luận viên của FS, cộng với đó là hai khách mời. Thì team 1 của giải đấu này gồm có chim sẻ nắng Bầu Kiên, team 2 thì có bình luận viên Hải Mario tức là mình và Mạnh Hào, team 3 thì sẽ là Nam Sâu Kiêu, Miss Juliet, team 4 thì là Văn Hưởng, Dan Tony và team 5 sẽ là anh Huy và Mít Anh Mèo để tham gia giải đấu này. Bài anh Kiên này cũng có thể lên đời thôi, nhưng đây không phải bài lên sớm thì anh Kiên. Em chưa, ngày mai em chưa ra sân anh em ạ. Em chắc phải đến tận ngày kia mới ra sân ở trong giải đấu này. Lượt đầu tiên thì em thua rồi. Lượt đầu tiên thì em thua Nam Sâu Kiêu với cả chị Du với tỷ số là 3-9. Lượt đầu tiên thua cho Nam Sâu Kiêu với chị Du. Đây là bài Pan sẽ 19 dân Pan. Đang cắt dân đi để có thể khai thác bãi quả ở trong trận đấu này. Và chào tất cả anh em đang có mặt trên fanpage của em nhỉ. Chào anh Phan Công nhỉ. Pan và Roman đối đầu với hai min oan. Bên kia thì anh Huy chết một dân. Anh Huy là người chết một dân ở trong trận đấu này. Đây là lượt trận đầu tiên của chim sẻ nắng và anh Kiên để đối đầu với anh Huy cũng như là chị Oanh Mèo. Đây là bầy hươu dành cho bài đấu này của anh thủ chim sẻ. BB thiết kế và dãy cùng xem một bài Pan không đồ lùa về. Bầy hươu bên ngoài hai hươu
và một bãi quả hay yêu hay quả đẹp đời. Nói chung đây không phải bài ban đẹp anh em ạ, không đồ lùa về là y rằng là bài ban xấu thôi. Bên kia như cả hai nhà đánh 25 dân. Chào anh Phạm Xuân nhỉ, đây là kèo đấu mà em cũng đã thông báo với anh em rồi. Bãi quả này thì anh Kiên đang ăn, thông báo với anh em luôn là đây là một kèo mà em đang replay lượt trận đầu tiên của chim sẻ nắng và anh Kiên. Đây là BM và đây sẽ là BL đánh cho bài ban Brian này. Một bài ban đánh chém đương nhiên lên đời cân với game thủ anh Huy, mặc dù Huy là người chết một dân nhưng với việc ban không đồ lùa về thì đây là bài kích 14x rất muộn đấy thủ chim sẻ. Và đang cơ cấu xóa ruộng dành cho bài pan này của game thủ chim sẻ nắng, nâng cấp công giáp cho ngựa giò và cơ cấu dần đi để có thể khai thác vàng. Và bãi vàng đã có được chiếc nhà BB bảo kê. Và thủ cánh này thì game thủ chim sẻ nắng sẽ đối đầu với đó chính là game thủ anh Huy. Anh Kiên, anh Kiên đang nhảy dây ở trận đấu này do là anh kích không có đồ lùa về, kích đời muộn sẽ đẩy giò đi một con giò công giáp. Cảm ơn Phan Công đã gửi tặng em 15 sao nha, thưa anh. Đây bãi vàng dành cho game thủ chim sẻ và đang lao vào nhà của game thủ anh Huy để có thể chơi. Bài đấu được cầm pan, cần phải bo bãi vàng này với hai nhà BE để tránh mid e luôn. Và Huy chưa bo vàng, bài Huy có voi có hươu về dành cho cái min oan này. Nhưng mà bài Huy cũng kích được cuối 10 rồi, đang cố gắng chọc dân đội bạn đến từ game thủ chim sẻ nhắng. Đây là những con nông dân min oan, bên phía đối phương là hai min oan và lên đời xong thì mình nghĩ sẽ lên thủ B. Khả năng cao anh Mèo sẽ là bài đánh cung A hai áo. Khả năng cao chị anh Mèo sẽ người đánh cung A hai áo ở trong trận đấu này. Tham lai còn 18 đi, chim sẻ bị chọc chết hai dân ăn hoang bên ngoài rồi, đang cố gắng chọc dân của anh thủ anh Huy. Hải tính đến chuyện vô địch giải này chia chắc thế nào với Hào chưa? Ui rồi em thì làm sao vô địch, mục đích tham gia giải này là giao lưu học hỏi thôi, cọ sát thôi, chứ làm sao mà nghĩ đến ngôi vô địch được. Em yếu nhất ở trong giải đấu này rồi. 1L đến từ chim sẻ và nâng cấp bánh xe. Đang cố gắng xiên dân của anh thủ anh Huy và chưa thấy chị anh Mèo xuất hiện trên bản đồ này. Không biết anh Kiên đã bị chơi hay chưa. Đây là bản máy của anh Kiên, như vậy là Mèo cũng đánh chém với bài cầm minh oan của bạn, đánh hai chém trận đấu này anh em ạ. Hải cảm giác ngồi bình luận với đánh chế nó như thế nào em, rất là tù anh ạ. Cảm giác ngồi bình luận nó khác hẳn với đánh chế. Ngồi bình luận thì nó dễ hơn nhiều so với việc là vào thực chiến. Tham 27 đến từ anh Kiên và sẽ đang có tình huống chém với game thủ anh Huy, và Huy có P. Một bài mà đội bạn đánh hai chém ở trận đấu này. Huy đang thủ P và sẽ tham lai chỉ là 20 thôi, còn tham lai quá khỏe dành cho một con pan brand của game thủ chim sẻ. B và đóng 1A trong trận đấu này. Chém dân thôi. Đây những con nông dân đứng dư người cầm 11. 19 trên 36 và có nhà BA. Và có một nhà BA đến từ bài Pamiran của thủ chim sẻ. 1L, 1P, 1A để chơi đối phương. Và liệu rằng có ăn được hay không đây. Xin chào gần 700 anh em đang xem nha. Rất mong anh em có thể cho xin một like, nút chia sẻ video live stream. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hello anh em. Tham lai là 20 trên 36 dành cho bài đấu này của game thủ chim sẻ nắng, vẫn đang cơ cấu xóa ruộng. Và anh Kiên cần bài Roman này có vẻ đang hơi đuối, tham chỉ còn 17 thôi và anh đang không có bánh xe. Và anh Mèo đang chém anh Kiên bằng banh nóc luôn rồi. Chào anh Trường nhá, hello anh. Bài đấu mà chị anh Mèo đang chém cho anh Kiên bằng hơi toác, anh trốn vào giữa hai nhà bên phía đôi bạn để có thể ra một khoanh ruộng. Và đây là máy game thủ chim sẻ với những tình huống công phu kẹp cung R đẩy lên. Ông xem em bị chém tí tắt thảm một khẩu quá. Chiến thuật nó chưa chuẩn ở trong lượt trận đầu tiên. Sau lượt trận thứ hai thì có những cái rút kinh nghiệm. Hy vọng trong lượt trận thứ hai thì em và Mạnh Hào có thể làm tốt được. Đây là con phù của game thủ anh Huy và sẽ đang công P kẹp với đó lạc đà và những con hỗn mã của mình lên vào nhà của game thủ anh Huy. Phù được một lạc đà đội bạn và phù được hai lạc đà của game thủ anh Huy ở trận đấu này. Có vẻ như chim sẻ nắng có thể chơi được game thủ của anh Huy, nhưng ở nhà của em thì đang bị Oanh Mèo vào chơi. Và bài đấu anh Kiên đã yếu nên Oanh Mèo cũng đã tạt sang nhà game thủ chim sẻ nắng để hỗ trợ game thủ anh Huy. Và chưa biết bên kia có ai chuyển cung ai hay không. Tiếp tục cho phù lên để phù những con lạc đà đầy máu của đội bạn. Tham lai với đằng số là 24 và tầng này phù đỏ đấy chim sẻ này, tư ấy, dân Huy này, bú luôn. 1L, 1A, 1P. Với bài đấu được cầm Pamiran và cần phải sắp đều phù ra để có thể đỡ lại những tình huống công phá đến từ Oanh Mèo. Đây có phù đây rồi, phù luôn con lạc đà này, phù được cả lạc đà của Oanh Mèo luôn. Và sẽ đang thủ nhà khá dẻo với một bài đấu được cầm pan khi mà bị cả hai nhà đội bạn chơi vào, khi mà anh Kiên tạm thời đang chưa thi đấu. Hôm nay là 26 trên 36 thì bài đấu này pha vẩy rất nhanh đến từ game thủ anh Huy. Và nhà thì sẽ đã bắt chết con lạc đà của chị Oanh Mèo, cơ cấu dần thôi. Bãi gỗ đang bị chơi vào kìa. Tham lai là 27 và đây là máy của anh Kiên. Anh Kiên tham lai chỉ còn là 11 thôi. Ôi rồi ôi, và anh có bánh xe rồi, anh đang xin sọc đơn cố gắng để có thể dẫy lại ở trong trận đấu này. Một khoanh ruộng rất kín ở giữa hai nhà bên phía đôi bạn,
dành cho Bồng Kiên. Chim sẻ đang chạm lại 30. Nhiệm vụ bây giờ cần phải giết được cái thủ Anh Huy thì lúc đó mọi thứ nó sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Lượt hai em vẫn chưa biết gặp đội nào anh em ạ. Chào 700 anh em xem nha luôn mọi người. Chào anh Phạm Văn Luân. Chào anh Đặng Bình nhá. Đây rồi, đây là những con lạc đà của cái thủ Anh Huy. Và chỉ cần phù đỏ thôi thì mọi thứ nó sẽ đơn giản hơn cho chúng ta trong trận đấu này. Đặc biệt là đến từ cái thủ chim sẻ, ba con phù đang công lên và lượng quân của chim sẻ đang không hề thua kém so với những gì mà cái thủ Anh Huy đang có. Chúng ta phải lấy được quân dụng này. Tham lại 33, ba phù đẩy lên Minh Hoan chưa cung an thì chẳng có cái gì để đỡ lại trước những đơn vị phù thủy của cái thủ chim sẻ cả. Và Huy đang muốn vác dân ra để đập phù, có vẻ hơi láo đấy từ cái thủ Anh Huy. Ở nhà của sẻ đang bị cung tê của anh Mèo đẩy vào. Đây rồi, lạc đà phù, một con, hai con, hai con không, và mới được một con thôi. Và phù được hai con lạc đà, ba, có vẻ như không được con lạc đà thứ ba. Chỉ phù được hai con lạc đà ở trong tình huống vừa rồi đến từ cái thủ chim sẻ, trong tình huống mà Huy vác dần ra để áp lực chim sẻ nắng. Tham lại 35, và người nhà lại có cung tê của anh Mèo công vào, hơi ảo. Bắn bay quanh ruộng này của cái thủ anh Huy, xin lỗi, chém bay và vẩy e. Và vẩy e là quá nhanh đến cái thủ chim sẻ nắng, nhưng hết gỗ, quá nhiều gỗ để vẩy e trong tầm vừa rồi. Chị Du có tham gia giải đấu này anh em ơi. Chị Du là khách mời và kết hợp cùng với cái thủ Nam Sông Kiêu của FPS anh em. Đây những con nông dân của thủ anh Huy, và Huy đã bay nhà mất khoanh ruộng như thế này rồi và sẽ lên tham lai 37. Tham lai đang rất to dành cho một con Pyramid. Có lẽ đây là tham lai to nhất map chưa. Giờ vẫn chưa biết là Mèo bên kia như thế nào. Và như vậy là Bầu Kiên đã nở lên tham lai 20, tuyệt vời. Sau những tình huống và thời điểm đầu anh không bay xe và hơi đuối thì bây giờ anh đã có những tình huống thi đấu với cái tham lai 20 của mình. Vâng, có sắp đội. Vâng, anh lên chém 4 ở trong trận thiếu này. Ôi trời ơi, chết tôi. Vâng, anh Kiên anh đang chém 4 tên đấy, bơm đồ nó xẻ thì phải bốc bêu không. Và sau tên này thì anh chết dần. Vâng, đang bị anh thủ anh Huy phát hiện ra khoanh ruộng giữa hai nhà. Tham lại lại về 11 đến từ anh Kiên. Anh đang chém 4 xong tham về 11 luôn. Chào anh, chào bạn Phi Hùng nha em. Trong đó đây bạn máy cái thủ chim sẻ, nhưng bạn anh Mèo đang có cung ngang một áo rồi và phải ốp ngược sang bên này luôn vào ngay. Anh Huy sẽ mang con lạc đà ra để kê nhà cho anh Mèo thôi. Đây là cung ngang một áo đến từ người cầm Minh Hoan và có P dành cho cả máy Minh Hoan của chị Mèo. Và vẫn đang khá căng thì anh Kiên đang đuối. Tham lai sẽ là 38 với một bài đấu được cầm pan. Vâng, chơi tên này. Vâng, 37 đó, tham lai hiện tại cái thủ chim sẻ Huy vẫn đang có khá nhiều những con lạc đà để bảo kê cho chị Mèo. Và chúng ta vẫn chưa ăn được cung A nhà, hơi căng đấy. Đây, những con nông dân đến từ cái thủ anh Huy. Và phù lạc đà Huy được không? Phù được một lạc đà cái thủ anh Huy thôi. Sẻ vẫn đang có hai nhà quân, một BA, một BL đang phù cung A. Bây giờ khi mà anh Mèo cung A thì những con lạc đà pan của sẻ nó lại phế đi. Làm sao để chơi được tơ này của đội bạn đây? Đây, cung A min. Và tham lai sẻ là 35. Vâng, không phù được cung A trong tình huống vừa rồi. Đây là lạc đà của chị Hoành Mèo. Tham lai 35 đấy, chim sẻ phải tăng thêm một BA nữa. Áo tác đang rất nhanh và gấp rút khi mà Minh Hoan đang có cung A. Đây là một đơn vị quân phải nói là khắc chế cứng của con lạc đà bàn. Khắc chế cứng của lạc đà bàn luôn. Sẻ tham lai tụt về 32 và không công được Minh Hoan Mèo ở trong trận đấu này. Đây là căng thế nhờ. Chết tôi rồi anh em ơi, có vẻ nhìn như hơi toang. Người dân của anh Mèo đang đứng đập BM của anh Kiên nữa, thế này ảo thật đấy. Vâng, chơi được tên này không? Tham lai là 31 đến từ thủ chim sẻ. Lạc đà kẹp cung R nhưng Huy vẫn còn lạc đà và chưa công được anh Mèo ở trong tình huống này. Nếu như để cho anh Mèo nở những con cung ai áo ra thì cửa thua chúng ta là rất sáng. Em thấy Huy dạo này đánh hay nhỉ? Vâng, đúng rồi anh ơi, kẹp này kẹp replay nhá. Chào anh Duy Phúc nhá. Soi tham một tơn và tham lai chúng ta đang bị đè một chút rồi. Anh Mèo đang có một bài lên cung A tham khá to. Tham lại của anh chị Mèo bây giờ tầm khoảng độ 38-39, hơn tham của sẻ một chút. Và sẻ đang muốn quản lại cái thủ anh Huy và đang cho phù thủy hồi máu cho những đơn vị quân của mình. Sắp đơn kẹp lạc đà. Và đây là Huy. Huy đang hồi lại quanh ruộng đây. Biết điều này đang đưa quân lên để có thể quản lại Huy. Ôm dân bỏ chạy với cái thủ anh Huy rồi. Và chạy xuống dưới 9 giờ kìa. Và vấn đề bây giờ làm sao để chơi được con Minh Hoan của anh Mèo thì đó mới là vấn đề quan trọng nhất anh em ạ. Hải với Hào kiểu gì có giải em nhỉ? Đúng rồi anh ơi, em với Mạnh Hào thì kiểu gì cũng sẽ có giải ở trong giải đấu này rồi. Rất mong anh em cho xin một like, nút chia sẻ video livestream nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hello anh em, hy vọng anh em cho xin một like, nút chia sẻ video livestream. Tham lai 40 đến từ cái thủ chim sẻ. Nói chung là bên phía chúng ta có chim sẻ đánh cầm pan thì mình nghĩ là một tham lai đèn một chút xíu thôi.
Bởi vì mặc dù có pan thì thường anh em nhìn thấy tham kém chút là cân, nhưng mà với cung pan khi mà gặp cung A Minh Hoan như thế này thì tôi không dám nói được cân, bởi vì cung A nó khắc chế cứng của lạc đà pan rồi. Đấy, còn cung A Minh Hoan chưa có quá nhiều cung A, và cần phải phụ được lạc đà của game thủ của anh Huy, và có thể những chém nở ra đi chia sẻ. Cung R đang đứng phía sau để bắn ăn được không, đây phải chuyển sang sóng ngựa chém rồi, không còn lạc đà nữa. Lạc đà của Huy đang lao vào chơi cung R, đang lao chia sẻ 3-4 và bắt được một con quân rất to đến từ quanh mèo và game thủ anh Huy. Tham Lai là 32 đưa cái thủ chim sẻ và một tên F3 đến từ bầu Kiên. Tham Lai chúng ta đè ngược sau tình huống vừa rồi. Đây là anh Kiên. Anh Kiên Tham Lai lên 15. Như vậy là anh Kiên vẫn có tham ở trong trận đấu này. Chào anh Đào Duy Nhất nhờ anh. Đúng rồi anh ơi, em đang replay lại kèo hôm qua anh ạ. 35 đó là Tham Lai hiện tại dành cho thủ chim sẻ, vừa ăn một tên quân to của đội bạn. Nhưng cung A của anh Đào bên trong vẫn còn là rất đông. Đè lên một chút thôi chứ chưa thắng được ở trận đấu này. 36/52 và có lẽ là sẽ cần phải quản lại anh Huy gắt hơn nữa. Vâng, anh Kiên đang đưa những con sóc đơn đi quản anh Huy rồi. Sóc đơn anh Kiên là sóc đơn công 4 nha. Lúc nãy tôi đã thấy anh Kiên đơn công 4 xong thì tham lai của anh về 11. Sẽ thắng 40 và đang hồi máu lại cho những đơn vị quân của mình. Vẫn khá căng. Nhưng mà Minh Hoan nó vẫn là cái gì đó rất bá và Huy vẫn còn lạc đà anh em ạ. Vấn đề là cái thủ anh Huy vẫn còn lạc đà trong trận đấu này. Sẽ tham lai 40. Đây là con dân của thủ anh Huy. Ăn được con dân nào hay dân đấy thôi. Chưa thấy anh mèo đẩy quân. Một trận đấu vẫn đang rất căng. 33 phút đồng hồ trong game và chúng ta vẫn chưa thể phân định được thắng bại. Và đây là cung A Minh Hoan. Chém đang đảo nhưng chém nằm xuống quá nhanh. Cung A được tuốt cực kỳ đau anh, và hơn là tuốt lúa. Cung A tuốt hơn tuốt lúa luôn. Phù được một cung A và phá 7 e đấy. Đủ chia sẻ để bắt cung A của anh mèo. Bắt được tên này là ngon đấy. Bắt được tên này là thơm luôn anh em ơi. Và tham lai 40 đến từ cái thủ chim sẻ và đang cố gắng dí cả phù cả cung R và ngựa chém vào những con cung A này. Và ông Huy đang tạt sang nhà cái thủ chim sẻ 50 tơn. Nhưng hãy chú ý ở nhà phải có phù đây rồi. Ông Huy mày vào đây, mày vào đây. Phù. Vâng, có 3 lạc đà đến từ cái thủ anh Huy thôi. Vâng, chết 2 con luôn đấy Huy rồi. Vâng, phù được thêm con lạc đà nữa của Huy. Vâng, chính thức phế đến từ cái thủ anh Huy. Cầm 3 lạc đà sang thì bị bắn chết 2 con và bị phù mất con còn lại. Quá đen dành cho cái thủ anh Huy. Tham Lai cũng sẽ lấy con số là 41 và đang ốp đến nhà BA rồi, và Huy là người resize tỷ số nâng lên là 2-0 dành cho chim sẻ nắng và bầu Kiên ở trong buổi tối ngày hôm nay. Đấy, cùng trận đấu đến với trận thiếu thứ 3 ngay sau đây rồi. 2-0 dành cho chim sẻ nắng và bầu Kiên. Một trận cầm pan mẫu mực đến từ chim sẻ khi đã đem về chiến thắng với bài đấu đối đầu với hai Minh Hoan, và chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây rồi. Trận thi đấu thứ 3 trong buổi tối ngày hôm nay. Rồi, chúng ta cùng đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây. Tỷ số đang tạm thời là 1-0 nghiêng về chim sẻ nắng và xin lỗi 2-0 nghiêng về chim sẻ nắng bầu Kiên rồi. Chào anh Quách đại ca nhờ luôn anh em comment gì đấy. Chào anh em comment gì này. Hello anh em cho xin một like, nút chia sẻ video livestream nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Hải cố gắng làm giải 5 em ơi. Chị em xin trước cái giải 5 rồi. Thế cho nó dễ. Sao Hải lại không yêu cặp Huy Mèo thế em à? Ui em làm sao mà cơ cấu được với cặp Huy với Mèo. Hôm nay anh em thấy Huy với Mèo vừa thắng trước trước cái gì ở Huy Mèo thắng Nam Sâu Kiêu với cả chị Du chưa? Huy Mèo thắng Nam Sâu Kiêu với chị Du luôn đấy. Bầu Kiên chơi vận tay cũng thắng kìa. Chào anh Cường Hằng nha, đâu anh.